Xin kính chào tất cả mọi người. Hôm nay trở lại kênh YouTube Lê Khôi Audio, bên chuyên về âm thanh bài, âm thanh lỗ. Và trở lại với clip ngày hôm nay, thì Khôi xin giới thiệu đến tất cả người chơi một family để từ một thương hiệu của Mỹ, đó là hàng mà cá đông. Con này cũng đã lâu rồi mới xuất hiện nè. Tôi cũng đã từng bán 2-3 con rồi, nhưng mà từ năm ngoái tới nay là cũng hơn 1 năm rồi thì mới đấu hàng và ship về được. Đó là âm đi đèn đầu bản Hamanca Đông A250. Thì con này nha, nó sẽ là đối tác cho các dòng loa cổ nói chung. Trong đó có một số loa mà tôi đã từng ghép, người chơi đã từng ghép AR3, AR2 rồi JBL 100 Century cũng rất tốt, các dòng đích tâm nhạc đó. Thì bên cạnh đó thì mình đánh được các dòng loa cổ khác đồng trục full range nha. Thì xin mời tất cả anh em cùng xem cái đồng đi ngày hôm nay. Tôi sẽ đưa máy gần để mình cùng xem được chi tiết cái sản phẩm ngày hôm nay. Thì đây, Khôi mở nhỏ lại một chút nha, để mình cùng xem con đồng đi này. Rất đẹp này. Nói chung là đây cái vỏ gỗ ha. Vỏ gỗ này thì nó, Khôi cũng nói thẳng để cho rõ là vỏ gỗ đóng tại Việt Nam, tuy nhiên là đóng gỗ cây và gỗ EF á, và dán gỗ làng lên, nên nó cũng giống như vỏ gỗ zin. Về cái hình thức mặt trước này, đẹp, đẹp ha. Cô để trên kệ nó có tí bụi. Nó là được mặt phay hồng này, hai màu nha. Cái này là zin của nó nha. À, màu dưới là màu hồng phấn, còn trên là màu hồng vàng này. Rất là đẹp, tuyệt vời luôn. Hamanca Đông. Con này là âm đi đèn mịn nòi này. A250. Đấy, cô sẽ quay một vòng này cùng xem nha. Đây. Đấy, cùng xem. Cái dây bên hơi ngắn ha. Để tí nữa cô sẽ lật lại, cô tháo ra lật lại. Đây là cùng xem. Rất đẹp, rất tuyệt vời luôn nha. À, ok chưa? Rất tuyệt vời. Rồi ok nha. Bây giờ cái nắp này Khôi mở sẵn rồi. Bình thường thì quên mở, nhưng mà hôm nay mở sẵn rồi. Thì để mình cùng xem luôn, mình khỏi phải tắt máy nha. Đấy, bình thường không phải tắt máy. Đấy. Rồi ok nè. Máy cao lên tí nè. Đó, mình cùng xem cái phần độ đen của nó. Rồi. Đây nè. Ok ha. Tuyệt vời luôn, nhìn rất là đẹp. Cái sờn của nó là người ta xi lên. Không phải xi mà nó là đồng lên. Nguyên đồng của nó luôn, cái mặt của nó đây. Theo thời gian thì chắc chắn rồi, đã hơn 60 năm thì nó phải có những cái vết ố nha. Còn mà muốn đẹp thì mình sơn lại, cái đó đơn giản, nhưng mà để nguyên bản nó này. Và Khôi cũng quan trọng nhất là về cái máy móc. Đó, về cấu hình bóng chứ mình cũng không có quá quan trọng về cái rột gan, mà mình đem sơn lên em nha. Sơn cũng được, thích đẹp thì sơn lên. Rồi ok, bây giờ Khôi đưa máy thấp xuống mình xem. A250 phía sau này em nha. Công suất điện, công suất tiêu thụ mà giống như các ông đi ban dịch hay nói, nó tới 200W rồi nè. Là một trong những công suất cực lớn ha. Đây em cùng xem cái nguồn tăng phô rất to. Và nó chạy bóng lớn. Con này chạy bóng 6L6GC nè, GB. GB. Cái GB là nó ra đời thôi, không quan trọng. Thì bóng hiện tại là bóng Mỹ anh em nha. Bóng Mỹ nó là chữ xanh. Và trên này thì nó có 6 bóng dạy trên. Nó có 2 bóng rề 12F7, 2 bóng phono là 12F7. Nó chạy nối tiếp. Và 2 cây đạp của nó là 12 AT7 ECC81 nha. Đó, đây là tủ. Các cái dòng loa cổ chạy tủ nhôm. Thì về cái phía dưới nó còn tủ nữa, nhưng mà cái đó có sẽ chụp cho anh em xem qua Zalo nha. Đó, con này bao zin cho anh em luôn. Rất là đẹp luôn, vì mở ra nó cũng hơi mất công. Khôi có ảnh rồi nha, thì Khôi sẽ đưa cho anh em xem luôn. Tại vì mình đang test máy, mình phải tắt này, mình dừng lại rồi mình mới quay được, nên nó hơi mất thời gian. Nên Khôi sẽ chụp ảnh qua Zalo, anh em có thể vào trong đó để xem nha. Mình không cần phải dừng máy nha. Đây, Khôi mở cho anh em xem luôn. Ok luôn, anh em đợi Khôi mở ra nha. Quên mở trước, khỏi mất thời gian của em. Đây, ok chưa? Đây, Khôi cũng có đăng trên Zalo rồi. Đó, anh em, tủ giấy nha, tủ giấy nè.
đây là hai cái tù nguồn này, tù nối tầng này. Đấy. Tù nối tầng nó chạy giống với sự cốt anh em nha. Đấy, ok chưa? Đấy. Đó. Ok ha, coi rất là rõ ràng và công khai, anh em yên tâm. Rồi cái về cái thương hiệu, cái model có thể là nó sẽ không bằng với Seacoast đây này, nhưng mà thật sự là nó khỏe nha, khỏe về công suất thiết kế, nó khỏe hơn cả 299C luôn. Đấy, nên nó hoàn toàn đánh được IR3, đánh được các dòng loa cổ khác ha. Thì hôm nay Khôi Tiền ở đây thì Khôi sẽ đánh một cái cặp loa đồng trục tuần dài. Rồi hôm sau đây nếu mà có thời gian thì Khôi sẽ đánh với IR3 anh em cùng nghe, cũng như các dòng loa ba tắc trợ khác ha. Nhưng mà Khôi khẳng định với anh em để mình yên tâm là đánh tốt nha. Với công suất thiết kế, bất cứ một âm ly nào mà con âm ly đèn mà thiết kế công suất tiêu thụ 200W là cực mạnh anh em nhé, cực khỏe luôn. Và đặc biệt là chạy bóng 6L6, cái đời này anh em nó có thể chạy được bóng L34 được nghe. Nhưng mà cái bóng L34 nó sẽ cao hơn. Thì khi mà mình cắm vào á thì mình lưu ý là mình mở nắp ra trước ha. Tại vì đầy nắp này nó cắn anh em. Người ta đã làm xéo để người ta tránh cái trường hợp là cái vỏ nó cạt vào á nha. Rồi anh em lưu ý. Rồi bây giờ thì và cái mức giá anh em năm 2024 này nó cũng tốt hơn rất nhiều so với những cái năm trước cái này, con này Khôi bán chưa bao giờ nó dưới 35 triệu, nó từ 35 cho tới 38 triệu nha. Nhưng mà năm nay anh em giá nó chỉ còn khoảng cỡ 35 triệu, xin lỗi anh em, tầm ba luân quân 30 triệu thôi. Rất là hợp lý luôn nha, so với giá thì nó còn rẻ hơn cả một cái con âm ly Sansui 8080db nha. Nhưng mà nó đánh được rất nhiều loa. Cái quan trọng nhất là mình có thích nó hay không, chứ nếu như mà so với các dòng âm ly Nhật thì nó hình như rẻ hơn rất là nhiều rồi. Và anh em cũng đánh được các dòng loa cổ nha, có loa cổ thì mình cứ mang về đánh không phải ngại bất cứ một điều gì hết. Rồi bây giờ thì mình cũng sẽ nghe thử Bolero nha. Bolero về cái cặp loa hit kit đây này. Cặp này là cặp loa đồng trục hit kit. Thì Khôi sẽ làm một cái clip về cặp loa này, mình đón theo dõi nhé. Rồi một người ở lại đèn trăng.
lại hôn đông. Một người chợt nghe gió giữa mênh mông rốt vào trong lòng, và một mình tôi chép dấu tâm tình tặng người chưa biết. Quần ha, thì anh em mà nghe thử trên điện thoại mà nó có một chút nào đó cái cảm nhận ấn tượng thì thực tế nó sẽ rất là vào tay. Còn riêng về các cái món đồ thì Khôi đảm bảo với anh em là Khôi có kinh nghiệm về phối ghép và Khôi khẳng định là nó đánh được những cái loa mà Khôi đã nói ha. Rồi âm ly thì giá lên con 30 triệu, còn cặp loa thì có giá trên 20 triệu. Anh em nào quan tâm loa thì mình đón xem clip sau. Cảm ơn và hẹn gặp lại người giao dịch. Chuyển khoản đồ Khôi bao ship tận nơi và ship code có 30% của Khôi bao ship nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.